Chào mừng các bác, canh các chị đã trở lại với kênh ô tô Hiền Kim. Và hôm nay em xin phép lên sóng giới thiệu một chiếc xe Hyundai Tucson. Chiếc xe này là bản 2.0, sản xuất 2022, xe đi hơn 3 vạn, chính chủ một chủ từ đầu, biển 18 Nam Định. Và hiện tại em đang chào bán giá hơn 700. Các bác canh các chị quan tâm chiếc xe này thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em để xem xe, nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Xe thì bên em cam kết cho các bác là máy số nguyên zin này, xe không tai nạn, đâm đầu, đâm đít vào răng sắc xi túi khí, xe không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Em sẽ quay một vòng để các bác canh các chị cùng ngắm xem tổng thành của chiếc xe Hyundai Tucson form mới sản xuất 2022, xem là xe đẹp như thế nào các bác nhé. Với chiếc xe này thì về trách nhiệm hồ sơ pháp lý này, phạt nguội này là bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Rồi là nếu mà cần hỗ trợ ngân hàng thì các bác cứ liên lạc với em. Chúng ta có thể ngắm luôn form chiếc xe này, đầu xe luôn. Hiện tại Tucson 2020 mới này thì em có hai chiếc, một chiếc màu đỏ bản đặc biệt là 2023 và chiếc xe này là đời 2022 bản tiêu chuẩn. Đây, con này thì hệ thống phun lại đèn led của nó là tự động hết các bác nhá. Đây, hệ thống đèn gầm này, mặt nạ ga lăng ở phía trước này, cái thiết kế là phong cách mới luôn, logo rất là to dập nổi. Và với chiếc xe này thì chủ đã lên một bộ vành hợp kim đa xoắn. Đây, bộ này là người ta đã lên đấy. Khi đã lên một bộ này thì người ta cũng lên theo một cái bộ dàn lốp mới tinh luôn. Nhưng mà cái lốp và cái vành này cũng đủ để kích thước để các bác đăng kiểm thoải mái nhé. Nguyên một bộ lốp và bộ vành, cái này là người ta độ lên theo xe cho nó đẹp. Rồi xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương. Em sẽ di chuyển vào phía trong để các bác cùng xem luôn. Con này thì có gương kính chỉnh điện này. Các bác nhìn thấy chỉ xe này. Đây em đang quay ở chỉ cánh lái. Không mất một phân keo chỉ nào. Tất cả các ốc cánh cửa này, ghế chỉnh điện này, cân bằng điện tử này, phím tích hợp trên vô lăng này. Các bác cùng nhìn luôn giúp em. Xe chạy hơn 3 vạn. Con này có trang bị đề nổ thông minh start stop. Này em sẽ kiểm tra cho các bác luôn. Xe thì đã có phanh điện tử hết đầy đủ rồi các bác nhé. Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, chế độ auto hold, phanh điện tử. Đó. Màn hình giải trí đa phương tiện này. Con này có tích hợp một chiếc cam hành trình rồi. Anh chị nhìn luôn giúp em. Đặc biệt là con này là chủ cũng rất chi là thanh niên và trẻ trung, gọi là độ chịu chi. Nên xe độ một bầu sao rơi luôn các bác ạ. Gọi là bầu sao rơi đấy. Nội thất của nó thì nguyên bản hết nhé. Nội thất thì toàn bộ ghế da của nó là nguyên bản theo xe. Em sẽ di chuyển vào hàng ghế thứ hai. Đây, cũng là tất cả chỉ cánh của hàng ghế thứ hai đây. Chỉ cánh sau này. Cửa gió điều hòa độc lập ở phía sau. Em mà sẽ quay luôn cái phần cốp xe. Khoang chứa đồ hành lý của nó rất là rộng các bác ạ. Đây, khoang chứa đồ hành lý của chiếc xe này cực kỳ rộng luôn. Anh chị nhìn cái phần đuôi phía sau này. Con này hệ thống đèn led này, đèn phanh này, và có hệ thống một rải đèn ở phía sau đuôi đây. Nhìn nó khá là ổn. Có nghĩa là chiếc xe Tucson form mới này, em cảm giác cái form nó nhìn nó rất là hầm hố. Nhưng mà có những người thì người ta lại thích form cũ, nhưng cũng có những người thì thôi, thì người ta lại thích theo phong, theo xu hướng là người ta thích form mới. Nhưng mà cái form này thì nếu mà nhìn nó cảm giác gì đấy, nó rất là hầm hố luôn. Em sẽ quay qua khoang động cơ nhá. Thì các bác nhìn luôn giúp em hình kim này. Về khoang động cơ, cam kết với các bác là máy còn nguyên zin từng con ốc một. Đây, quay xe lướt thì em sẽ cố gắng là quay cho các bác ngắm từng chi tiết nào để nhìn được cái một con xe đẹp. Ốc nắp capo còn zin hết nhá. Đây, ốc rằng ở phía trước đây. Đó. Quan trọng là máy móc nó phải nguyên bản. Không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Cái thời điểm này nó cũng hơi nhạy cảm với cái vấn đề xe cũ. Là sợ nhất là xe ngập nước đúng không các bác? Và chiếc Hyundai Tucson này thì đang chào bán tại showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác nếu mà quan tâm chiếc xe này ấy thì có thể đến trực tiếp để xem xe, nhắn tin hoặc gọi điện. Và nhớ follow kênh của em để có thể cập nhật nhiều mẫu xe đẹp và chất lượng hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các anh các chị rất là nhiều.